你去去地帶先。Đập từ từ chỗ cái nhà anh Kiều Dương hay là anh đập nổi nhà đó cơ? Từ nhà anh Kiều Dương đập từ chỗ cái cổng từ thấy khu vui chơi nó ngon. Tiền ở đâu? Hả? Cái tiền ở đâu? Tiền chi? Tiền hồi nãy mới nói đập nhà kìa. Mới thấy đập, đập mấy bên đây hả? Ủa? Ngán đục cái tôm nằm mà không? Ê, rồi đang biết cho nó giấy tờ rồi. Nếu vẫn còn cho thuê nữa mới kinh chứ. Đi. Đi được. Ừ. Đắt là người thuộc công việc trong dự án vậy khó là ra không xây nhà được. Xuống dưới một nóc nó xong cái video đứng chỗ này quay ngược ra đứng lại quái hả? Cần thái cứ thôi đứng lại đi để mới thái không chứ do vẫn nằm bị kìa. Tại đây thì thấy rõ luôn á.
Tôi nghe cái mắt đi. Nước mắt đấy. Chạy nước mắt.